Hôm nay ngày ông công ông táo lên chầu trời. Bàn thờ cúng ông công. Và cái này không thể thiếu, đây là cá ông công. Theo truyền thuyết thì chỉ cúng một cá chép tự tay bắt lấy trong thiên nhiên đem về, và ba táo quân cưỡi chung một cá chép lên chầu trời. Thế nhưng lâu nay thì dân ta lại cứ làm thế này, ba cá chép, bởi vậy mình cũng ba cá chép. Và cũng là lễ phóng sinh nhân thể, hàng năm anh em ta đi câu cá mãi, nhất là cá chép đi câu lên rất nhiều. Ngày Tết cũng nên phóng sinh, chọn cá tốt đẹp cho táo quân lên chầu trời báo cáo tốt cho Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng lại cấp cá cho mà câu. Nhớ là cá bé thì phải trả lại hồ, trả lại sông. Cá ông công. Bây giờ thì toàn cá chép đẹp như thế này. Cá này nuôi nó cũng lớn lắm đấy.